Xin chào các bạn, mình là Văn Toàn. Thì được biết thì sắp tới thì các bạn sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của học sinh. Thì mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người luôn chúc tốt đẹp nhé, để các bạn vượt qua kỳ thi sắp tới một cách thành công và đạt được những điểm số mà các bạn mong muốn. Xin chúc mừng các bạn.